Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khách sạn Hotel de la Coupole của M Gallery Sapa. Hey, mọi người nhìn đây, wow, trời đất ơi, phòng ăn vừa đẹp lộng lẫy như này trời. Phong cách rất là cổ điển châu Âu nha anh chị. Come on baby. Đồ đẹp quá ladies and gentlemen. Phòng ăn thế đó nha. Cứng chưa? Hello. Hello. Trời ơi. Đâu hả? Ăn sáng. Ủa? Đâu mà có mưa vậy? Trời mưa, bên ngoài rất mưa, mọi người nói đi biển, ủa đi đi núi gì mà mưa quá. Nhưng mà bây giờ con vô đi, con cởi áo ra đi, hết mưa ha. Dạ. Ý, trời, đi đâu vậy chị Sáu sao Harry? Em đi Hàn Quốc. Đi Hàn Quốc hả? Giờ này Hàn Quốc dịch lắm á, bà có cách ly chưa? sai rồi. Bữa nay đầu tư luôn cái cây quay phim luôn. Trời ơi, người ta làm việc cũng có chuyên nghiệp chứ. Mỏi tay. Business vessel chứ. Mỏi tay quá rồi, nên là bữa nay là cái gì? Người ta gọi là gì? Thôi ăn đi. Rồi, con bà Lê Giang luôn. Giờ gì nè, người quan trọng. Con bà Lê Giang không biết chữ. Ông nội xin ơi. Dạ, thưa quý vị. Anh đứng gần chị Lê Giang đi rồi sao anh muốn nói gì nè? Dạo này có đứa con rùa. Con rùa? Có Giang. Rồi. Thằng Ali Hoàng Dương. Ai có, có ai alo là con rùa? Hôn. Alo Hoàng Hôn. Alo Hoàng Giang. Hôn. Không có Giang. Nhưng mà cần phải suy nghĩ. Ủa là sao? Nói chứ không có nhảy lo ăn cái đã đói quá không có chữ. À đói quá không có chữ hả? Ngày nào cũng mặc đồ đôi hết trơn. Ủa đồ đôi gì? Ai mà không đồ đôi. Bây giờ nói đi đồ đôi. Ủa cho bằng đồ đôi với sao tôi vậy? Ủa chú sao nó yêu đúng em vậy? Khoái em. Khoái em Ali của em là Trung hả? Không có mặc á chị thiếu điều là khác màu luôn, những chơi chỗ hai đứa mình mặc cái áo nè. Ừ. Là đồ đôi rồi đó, ngày nào cũng khác em em trời. Cặp này giống nhau luôn rồi, cặp đâu cặp đâu cặp đâu cặp đâu cái cặp anh nghe nó như là em mua xong mới giác tiền đi mua xong bây giờ vậy là cũng mê người ta rồi, cái xạo xạo đúng thừa ta mê mình. Hả? Trời hư thúi. Với ai? Mày với ai? Đúng rồi, hư thúi. Là em mê chị Harry Wong. Nè. Cái này đồng phục lắm á. Là sao? Mấy trời ơi. Người ta trăm mấy triệu một cái. Giống như là rẻ lắm á, giống như là rẻ. Với ai mà yếu xíu tốt được phát cho một cái vậy? Trời ơi đây nè. Người yêu Lê Giang tới. Trời. Mọi người đã uống gì chưa? You, what do you want to have breakfast? Qua mà gửi cái người yêu mà kìa. Đã, đứng kế người yêu mà phục vụ kìa. What do you want to eat? I have help you. Last night you sleep okay? I sleep but not well. Why? Because every hour I go to toilet. Why? Toilet? No, because cool cool make me pee. No, pee. La tiêu chảy. No smell. Smell. Not yet smell. Ugly. Ugly. Smell ugly, huh? Smell ugly. Smell mà ugly. Đúng là truyền nhân của Lê Giang rồi. Bây
giờ mẹ dạy sao học vậy? Nhưng mà vậy là mọi người ơi, ở đây nó không phải là order đồ ăn mà là đây là buổi sáng buffet, cho nên mọi người muốn ăn thì đi ra ngoài. Ok, ok, sure, sure, sure. Chết cha, 5 phút nữa đóng cửa rồi. Qua mày ngủ được không? Sao mặt mày hoang mang mày? Ngon mà không đủ. Sao vậy? Không đủ giấc. Anh em đang ngủ mà anh chung anh cứ skin care, cứ tá vậy nè. Mày skin care, mày ngủ chung phòng người ta, mày skin care, mày tát, 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 sao mà. Mày em vỗ vỗ vậy mà nó kêu ồn trong khi hồi sáng. Cái dùng thức của nó là ten, ten. Anh đi con vỗ mà không quan chung mà mất hết kem mất. Rồi thôi đi ăn nè. Bye bye mọi người nha, bye bye mọi người, tụi em đi ăn nha. Bấm 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 thùng tôi đi. Bye bye.